Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một ngày đầu năm, cánh đồng làng Thanh Dền, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vắng vẻ lạ thường. Giữa mùa rét, phía vệ đường gần bờ ruộng bỗng đâu xuất hiện một vạt đất màu đen, giống như ai đó đã đốt cháy cỏ xung quanh. Tò mò tiến lại, những người nông dân bàng hoàng phát hiện giữa đám đất cỏ cháy xém là một thi hài người co quắp bị lửa thiêu biến dạng. Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm cho kết quả ban đầu, thi hài là nữ giới, tuổi đời khoảng 20-25, cao tầm 1m57. Nạn nhân thiệt mạng do ngạt khí, toàn bộ thân thể bị lửa đốt làm biến dạng hoàn toàn. Vụ án có thể xảy ra vào đêm 27 tháng 2. Tại hiện trường, công an thu được một đôi giày trắng của nạn nhân, một miếng vải quần chưa cháy hết, hai mẩu dây thừng cháy dở. Điều này đặt ra nghi vấn, cô gái bị trói từ tay xuống đến chân. Cách thi hài nạn nhân được phát hiện vài mét, công an tìm thấy một nắp nhựa loại của can 3-5 lít. Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được tung tích cô gái xấu số trên là Bùi Thị Vân Anh, quê Quảng Ninh, hiện là sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội. Tìm hiểu về nạn nhân Vân Anh, các trinh sát được biết cô gái này có nhiều mối quan hệ bạn bè phức tạp, có những sinh hoạt bất thường. Vân Anh có một người bạn nữ rất thân thiết là Phùng Quỳnh Trang, sinh năm 1988, quê Nam Định. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Trang đang sinh sống tại Hải Phòng. Dù còn rất ít tuổi, nhưng Trang nổi lên như một bà trùm trong giới anh chị ở đất cảng. Bằng sự chịu chơi, tính khí mạnh mẽ, lì lợm, Trang được đám đàn em xưng tụng là Trang Đại Gia, Trang Trắng. Đối tượng này từ lâu đã có biểu hiện của việc mua bán chất cấm gây nghiện. Cũng chính từ công việc này, Trang đã quen và kết nạp Vân Anh vào đường dây mua bán chất cấm của mình. Từ đây, ban chuyên án đi đến thống nhất, Phùng Quỳnh Trang là nghi can số 1 liên quan đến vụ thiệt mạng. Phùng Quỳnh Trang sinh ra ở Nam Định, từ nhỏ đã mồ côi và phải sống nhờ một người họ hàng ở Thái Bình. Tuổi thơ của nữ quái này đầy dẫy những tháng ngày thiếu thốn tình cảm. Năm 13 tuổi, Trang đã bỏ nhà và dạt sang Hải Phòng để bắt đầu cuộc sống lang bạt giang hồ. Đến năm 16 tuổi, Trang ý thức được vẻ ngoài xinh đẹp của mình là một lợi thế nên đã tận dụng nó. Trang trở thành gái bán hoa có tiếng, được các đại gia cung phụng chiều chuộng hết mực. Tiền nhiều, thích hưởng thụ, Trang thường xuyên ra vào những chốn ăn chơi sang chảnh ở thành phố cả. Cũng từ đây, Trang có thêm nhiều bạn bè là dân xã hội, rồi ngấm vào chất cấm gây nghiện. Từ dân chơi, Trang đã chủ động tìm nguồn hàng và chẳng bao lâu, cô đã trở thành một thế lực buôn bán cung cấp chất cấm khắp Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Trang có một gã bạn trai hờ là Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1986, trú tại Hải Phòng. Mặc dù Hiếu chỉ làm nghề lái xe taxi, nhưng đứng trước cám dỗ từ những đồng tiền mà Trang cho, Hiếu trở nên ngoan ngoãn, cung phụng mọi nhu cầu của người đẹp. Một cuộc vây bắt được tiến hành, tuy vậy khi các trinh sát tìm đến nơi ở của Trang thì Trang đã bán căn nhà này với giá vô cùng rẻ, bỏ đi ngay vào ngày 28 tháng 2. Từ nhiều nguồn tin khác nhau, ban chuyên án nhận được thông tin Trang đã đi cùng Hiếu và đang ở Thanh Hóa. Khi vào tới Thanh Hóa, các trinh sát mất nhiều công sức mới lần ra nơi ở của các đối tượng tá túc. Tuy nhiên, khi đến nơi, Trang và Hiếu đã rời đi. Trong lúc đang mất dấu đối tượng, tổ công tác lại nhận được thông tin Trang và đồng bọn đang có mặt tại Nghệ An. Nhưng cũng như lần trước, Trang vẫn nhanh chân hơn, khiến các trinh sát vồ hụt con mồi. Sự tính toán đầy ma lanh của Trang dẫn đến cuộc rượt đuổi vô tiền khoáng hậu trên dọc cung đường Bắc Nam. Cứ mỗi lần tìm được địa điểm nhóm Trang dừng chân thì các trinh sát lại một lần bị cắt đuôi. Ban chuyên án quyết định rút về và di chuyển tổ công tác vào thành phố Hồ Chí Minh để đón lõng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác nhận được tin Trang đang ở Vũng Tàu. Một lần nữa các trinh sát lên đường, phát hiện Trang cùng đồng bọn đang ẩn nấp tại phường 2, thành phố Vũng Tàu. Lần này, kế hoạch khép vòng vây được tính toán nhanh chóng. Nhưng lại thêm một lần nữa, Trang tỏ ra chuyên nghiệp, biến mất trước khi lực lượng công an ập đến.
đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi thi hài của Vân Anh được phát hiện, cuộc truy đuổi nữ sát thủ tuổi 20 vẫn chưa có tiến triển. Trang giống như bóng ma, lúc ẩn lúc hiện. Sau khi rời Vũng Tàu, Trang và Hiếu quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Qua tìm hiểu, các trinh sát phát hiện Trang có một người yêu cũ sinh sống tại đây. Nhận định rất có thể đối tượng sẽ nương nhờ mối quan hệ này nên tổ công tác bắt đầu giăng bẫy. Đúng như dự đoán, Trang và Hiếu chia làm hai ngả. Trang về ẩn nấp trong cơ ngơi sang trọng của người tình, Hiếu tự lo cho bản thân. Sáng 19 tháng 3, sau 20 ngày kể từ khi gây tội ác, Trang bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh trong sự bất ngờ của chính ả. Hiếu cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Các đối tượng khác có liên quan cũng lần lượt ra đầu thú. Từ đây, sự thật man dợ về tội ác của Trang đã được làm rõ. Trang từng chơi rất thân với Vân Anh và kéo cô gái này thành chân dết cho mình trong việc buôn bán chất cấm. Trước khi vụ án xảy ra, Trang có đưa cho Vân Anh gần 2.000 viên thuốc cấm nhờ bán hộ. Ngày 23 tháng 2, qua sự giới thiệu của Vân Anh, Trang và đàn em đi Quảng Ninh để giao dịch với ba đối tượng lạ. Tại đây, Trang đã bị nhóm đối tượng trên cướp trắng số chất cấm. Lúc này, Trang nghĩ ngay đến việc Vân Anh đã cố tình sắp đặt để chơi mình. Với bản tính côn đồ và thể diện của một bà trùm, Trang quyết định phải xử Vân Anh. Ngày 27 tháng 2, Trang, Hiếu và hai đối tượng khác thuê xe taxi lên Hà Nội. Trang ngồi ở một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, rồi gọi cho Vân Anh. Trang nhẹ nhàng rủ Vân Anh đi cùng để đón một người bạn tại sân bay Nội Bài. Mặc dù đang có khúc mắc với Trang, nhưng Vân Anh hoàn toàn không nhận ra âm mưu của người bạn sau cú điện thoại ấy. Vân Anh rời nơi ở đi cùng Trang. Trên xe, Trang và đồng bọn bắt đầu giở mặt. Chúng ra đòn tra khảo Vân Anh về việc bị mất gần 2.000 viên thuốc cấm. Vân Anh liên tục phủ nhận sự liên quan, nhưng Trang không tin. Trời bắt đầu tối, chiếc xe rẽ ra quốc lộ 18 đi về hướng Bắc Ninh. Lúc này Trang và đồng bọn bàn sát hại Vân Anh. Trang nói chỉ có sự ra đi đau đớn của Vân Anh mới khiến ả ta hả giận. Cả nhóm khống chế, nhét rẻ vào miệng Vân Anh. Chiếc xe tạt vào cây xăng để tiếp nhiên liệu và mua thêm một can xăng bên ngoài mang đi cùng. Khi đến cánh đồng thôn Thanh Dền, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cả nhóm dừng lại. Chúng lôi Vân Anh đã bị trói ra ngoài, đi sâu vào phía con đường đất cách xa khu dân cư đang tối đen như mực. Trang để Vân Anh dưới đất và tiếp tục tra hỏi. Khi Vân Anh nói mình không liên quan và van xin, nhưng Trang vẫn bỏ ngoài tai và ra lệnh cho Hiếu tưới xăng lên người cô bạn. Chỉ trong tích tắc, một ngọn lửa bùng lên bao trùm cả người Vân Anh. Cô gái xấu số đã không thể thoát ra trong đau đớn. Sau khi gây tội ác man dợ, Trang cùng đồng bọn đi về Hải Phòng. Linh tính rồi mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Trang bán nhà và cùng các đệ tử bỏ trốn ngay hôm sau. Với tội ác không thể dung thứ của mình, Phùng Quỳnh Trang đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt mức án cao nhất về tội đoạt mạng người. Hiếu, người tình hờ của Trang cũng phải chịu mức án chung thân. Hai đối tượng đồng phạm khác là Trần Đức Thủy, Khúc Ngọc Hiệp lần lượt bị tuyên 20 năm và 18 năm tù giam. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.